theo và cũng là thí sinh cuối cùng. Hết thí sinh này chúng ta sẽ bắt đầu đem trao giải và những khoảnh khắc hội hợp trong đêm nay. Thí sinh nào sẽ được lên bảng vàng của cuộc thi tiếng ấn tượng mùa thứ 5? Không biết lại hết chút xíu biết nha các bạn. Chúng ta cùng đến với thí sinh ở xa nhất và đến cuộc thi ngày hôm nay. Một chào tay cho bạn Phạm Ngọc Thạch đến từ Bến Tre, miền Tây. Vỗ tay bạn ơi. Không, nhạc sắc đâu thua kém Đức Chí đâu. Rồi, Thạch, gửi chàng vỗ tay em. Chủ bệnh viện Hoàng Ngọc Thạch. Em xin kính chào ban giám khảo và mọi người đang có mặt ở kỳ thi tới hôm nay ạ. Dạ bộ vỗ tay các bạn. Dạ, lớn lên. Cuộc này trao giải. Bạn chọn đi bạn. Một trong ba vị giám khảo hiện tại là anh Gia Bảo mới vừa kêu là chọn anh luôn đi cho 4 phiếu nha. Chứ kêu gì? Người nữa sang đó là ba người cuối cùng rồi. Người nào? Còn bạn Ngô Đức Huy nữa đâu? Ngô Đức Huy nói là Ngô Đức Huy sẽ không hát. Ấy, không, Ngô Đức Huy hát cuối cùng, xin lỗi anh nhỉ. Rồi, chế luôn. Hồi nãy bạn nói là bạn bị đau họng, anh hiểu không? Em tưởng bạn bị Olela gì đó, đâu biết. Chút xíu em kêu lại, anh hiểu không? Chơi đi, em chưa phải là người cuối cùng. Nói gì được chiếc điểm nha, để chương trình anh làm. Em xin chọn đầu độc quá. Rồi, ok. Thì tỷ số hiện tại là 3 đều. Bài hát em xin gửi mọi người trong ngày hôm nay là bài gì vui vui không? Dạ, bài Đánh Hàng Rau. Đánh Hàng Rau, xin mời anh Hành Giá Bảo lên cùng lên giao lưu rồi dạ. Anh không có biết hát. Anh lên múa giùm em đi anh nhỉ. Rồi, ngồi lấy luôn đi anh. Một đôi con gái trẻ vai lưng cồng thôn xuôi ngược đội mưa ôm nắng thân tôi nơi hè phố. Một đôi con gái trẻ vai bóng còn da rau xanh rớt mơ nhà cao sông hồ giờ đây.